cộng là 15 đồng 99 đô la, tức là 16 đô la. Kim Ngân chỉ mua hoa về rồi Kim Ngân cắm thôi. Thì đây là cái giỏ hoa mà để mừng sinh nhật của Kim Ngân. Xin chia sẻ với cả nhà cái cách cắm hoa của Kim Ngân như thế nào nha. Đây, cả nhà thấy không? Đây là cái giỏ. Mình để ở trong này là cái bunch, cái là cái bọc nước để mà nó giữ nước ở trong này, mình đổ nước vô và mình để trong này cái bunch. Đây cả nhà thấy nó mềm lắm, nó là cắm hoa đó. Rồi xin chia sẻ với cả nhà nha, ở sau lưng đây là nguyên cái giỏ. Thì cái giỏ này chỉ là ở đây là sau lưng giỏ hoa đây. Đây sau lưng vẫn đẹp như thường. Đây, vòng vòng nha, em sẽ vòng vòng lại cho cả nhà xem. Thì đó, đó là bình hoa của Kim Ngân 19 đồng, 15 đồng 99. Ok, cảm ơn cả nhà. Mến chào cả nhà, hôm nay là ngày sinh nhật của Kim Ngân. Và tại vì dịch Covid mình không có đi ăn nhà hàng được, thì Kim Ngân sẽ order. Đây là sushi. Thì Kim Ngân có yêu sushi, yêu sushi, salmon sushi, yêu raw sushi, tuna sushi, popcorn roll, Washington roll and rainbow roll. Chỉ có hai vợ chồng Kim Ngân ăn thôi. Xin mời cả nhà nha, ăn với Kim Ngân bữa sinh nhật này. Chào cả nhà, khi mà mình eat sushi á, mình ăn sushi thì mình sẽ bỏ cái ớt của mình, của Nhật á, cái kêu là wasabi. Thấy Kim Ngân ăn wasabi không? Rất là nhiều và rất là cay, ăn như vậy mới đã. Thì đây là những cái sushi mà Kim Ngân rất là thích, xin chia sẻ với cả nhà nha. Không có đèn đủ. Cái này là ba loại cá. Cái này là cái con yêu, là cái con cá cá trình bên mình đó, kêu là yêu cá trình đó. Đây là những loại cá sống của người Nhật ăn đó. Ok. Bông mà Kim Ngân làm ở đằng kia một chậu bông nữa, đó là Kim Ngân cũng làm để mừng sinh nhật Kim Ngân. Bữa nay là đúng ngày sinh nhật luôn. Trái như vậy là 3,5 đồng, mà ở bên Việt Nam là thanh long là bị ứ động, rất là buồn cho ở Việt Nam. 3,5 đồng một trái. Đây coi là dragon fruit, 3,5 đồng một trái đây. Ê cả nhà thấy không, mà nó xấu quá nè. Đó, 3,5 đồng một trái thanh long, thấy không? Xoài 1 đồng một trái, xoài 1 đồng một trái. Cái này là trái lựu là 3 đồng một trái, 3 đồng một trái lựu, 3 đô la. Còn dừa khô này là 3 đồng một trái, 6 đồng hai trái. Đó, xin chia sẻ với cả nhà nha. Trái cây ở bên Mỹ cái gì cũng có nhưng mà rất là mắc nha. Khế, các bạn thấy khế không? Khế 3 đồng một trái khế như vậy, 6 đô la. Đây, 6 đô la cho hai trái, nhà thấy không?
Khế. Khế ở Mỹ nè. 3 đồng một trái nha cả nhà. 3 đô la đó. Xin chia sẻ với cả nhà, Kim Ngân đang đi chợ mua đồ ăn chợ ở Mỹ đây. Ok. Thăng long 3 đồng rưỡi một trái. Thấy mà đau lòng. Chào cả nhà. Hôm nay là sinh nhật của Kim Ngân. Thành ra đây là hoa mà Kim Ngân hổ cấm con Kim Ngân, con trai với lại con dâu nó mua, nó cho. Thì hoa rất là đẹp, nên bình hoa đây. Và cái card là Happy Birthday. Và quà đây Kim Ngân chưa có mở, nhưng mà đây là quà của Kim Ngân tự. Kim Ngân tự thưởng cho Kim Ngân iPhone 13. 512GB, 512 memory là lớn, là mạnh nhất, nhiều nhất memory đó. Kim Ngân mua kỳ này iPhone nó chỉ bán cho mình cái iPhone thôi, không có đồ sạc, không có cái headset luôn, nhưng mà cái đó Kim Ngân có đẳng sẵn hết rồi. Đó là iPhone 13 về đúng ngày sinh nhật luôn. Xin chia sẻ với cả nhà, chút nữa Kim Ngân sẽ đặt hộp. Ok, chúc cả nhà một ngày an lành. Bye bye. Chào cả nhà.